Chào mọi người. Tiếp tục hôm nay ta học bài dây số 1 và dây số 2 hình nốt móc đơn. Mọi người nhớ tải cuốn sách này lên mạng về để tập nhé. Ok, mời em quay. Rồi, rút gọn thời gian. Ok, rồi quay sát vào, quay sát vào. Rồi. Ok. Rồi. Quay coi 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 nó. Mọi người nhớ nhé, bài toán số 17, bài này là bài rất khó. Bài này là bài của dây 1 và dây 2. Dây 1 và dây 2. Rồi. Mọi người nhớ nhé, tôi sẽ nhắc và sơ sơ lược về nhạc lý. Nhạc lý là đây, quay trọn vẹn qua này, bốn cái luôn lượng này. Ok. Nhạc lý là chúng ta thấy là nốt lặng tròn là ngưng bốn nhịp. Ví dụ như cái bốn nhịp này là bị ngưng, âm thanh lặng đi. Cái này khi nào vào bài tôi sẽ hướng dẫn. Bây giờ chia sẻ nốt lặng trắng có nghĩa là ngưng hai nhịp, không hát ở chỗ này hai nhịp, không hát ra hoặc là không đờn trong yên lặng trong hai nhịp. Và dấu lặng đăng, nốt lặng đăng này thì yên lặng trong một nhịp, một nhịp. Và lặng đơn thì 1/2. Tương ứng với là chúng ta học cơ bản đó là bốn nốt, nốt tròn là độ trường dài của nó là bốn nhịp, độ trường á, trường độ á, gọi là mình gọi là độ dài đi, bốn nhịp. Ok ha. Rồi tôi sẽ giải thích, tôi dùng cái này để tôi giải thích cho cái bài này. Cái bài nào là chúng ta thấy rằng là đây là lặng đơn, nghỉ một nhịp ha, lặng đơn. Cái này là nốt lặng đen chứ, đen, lặng đen ha, đen, 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 đen là nghỉ một nhịp, nó tương ứng với là một nốt đen. Ví dụ như là mi, hài, ha, mi, hài, đô, rê, mi, hài, rê, mi, fa, hài, mi, rê, đô, hài, đô, hài. Cách đọc là mình đọc như thế này, mi, là mình phải ngưng cái âm thanh này, mình vẫn phải nhịp một nhịp nhưng mình ngưng cái âm thanh này, mọi người nhớ nhé, mi, đô, rê, mi, fa, mi, rê, đô, đô, cái nốt trắng thì mình vẫn đọc hai nhịp, đô, son, son mình ngân hai nhịp, rồi mình nghỉ hai nhịp, nó gọi là lặng trắng này chỗ là ta nghỉ hai nhịp, ví dụ nó son, ta nhịp ở nhịp thứ hai là ta vẫn ngân, nhưng mà nhịp thứ ba, thứ bốn ta phải yên lặng, son, son fa mi fa re do si do do son do. Rồi tôi đọc mẫu trọn bài luôn mọi người nhé. Nhớ là cái chỗ này là nốt đồ 2 3 4 là ta ngưng ha, đồ, ví dụ đồ 2 3 4 ta đọc 1 2 luôn cũng được nha, ta sẵn tiện là đồ 2 3 4 1 2, 1 2 là của lặng trắng hai nhịp nè, đọc luôn. Rồi ta sẽ đọc mẫu nguyên bài này ha, đồ đồ mi mi son son mi hai fa fa re re si si son ha, mình ngăn cái nốt trắng này 2 1, đồ đồ mi mi son son mi fa fa re re si si son, đồ đồ mi mi son son mi fa fa re re đồ đồ mi, đồ re mi re mi fa mi re đồ đồ son son fa mi fa. Ok, nếu mà ta không quen ta đọc số luôn. Và tôi đọc lại, đọc mình. Có nghĩa là nó biết nhạc lý thì chúng ta hiểu nó như vậy. Nhạc lý thì chúng ta hiểu như vậy. Còn khi đọc ta đọc dễ ra, ta đọc con số luôn. Nếu ta chưa quen ta đọc con số luôn. Quan trọng nhất là nhịp mọi người nhé. Ví dụ này, đồ đồ mi mi son son mi hai fa fa re re si si son hai, đồ đồ mi mi son son mi hai fa fa re re đồ hai, đồ hai mi hai, đồ re mi hai re mi fa hai mi re đồ hai, đồ hai son hai ba bốn son fa mi hai fa hai ba
Rê, đô, si, đô, hai, một, hai, đô, hai. Son, đô, fa, si, son, đô, rê, mi, hai, đô, si, hai, đô, rê, hai, đô, son, hai, rê, hai, đô, hai, ba, đô, hai, ba, bốn, một, hai, fa, si, đô, mi, son, đô, hai. À, nhạc lý thì ta đọc như vậy ha. Rồi, ta qua bài này. À, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài nốt móc đơn. À, nốt móc đơn. Nốt móc đơn thì nó có hai kiểu viết. Một là ta viết nốt rời rạc, hai là ta viết nốt dính liền ha. Ok. À, ví dụ như một bài nhạc đó nó còn có một cái nốt móc đơn thì ta người ta viết như thế này. À, ví dụ như nốt thấp thì người ta họ đưa cái cán cao lên, và nốt cao thì người ta đưa cái cán xuống. À, đó là bình thường. Hai nốt móc đơn bằng một nốt đen, có nghĩa là một nốt đen này á, nốt đen này trị giá là 100.000. Hai nốt móc đơn này cũng trị giá 100.000, có nghĩa là mỗi nốt là 50.000, là hai nốt là 100.000 thì nó bằng một nốt đen, có nghĩa là chúng ta thấy rằng hai nốt này á, gọi là nốt móc đơn này mọi người thấy không? Là bằng 1/2 nhịp, có nghĩa là một nhịp là nốt đen, 1/2 nhịp có nghĩa là nửa nhịp, một nhịp đây là nửa nhịp, nửa nhịp là 1/2 nhịp mọi người nhé. Hai nốt này là bằng một nốt này, có nghĩa là ta đánh là ví dụ một dặm trăng ta đánh hai nốt, ví dụ mi ha, ví dụ này mi ha mọi người ha, cái bút này mi ha, ok ha. Còn cái nốt đen là mi này, mi cái dặm trăng đây gọi là 50 á, là 50 này á, là ta đi xuống ta đọc một nốt mi, 50 giờ lên ta đọc nốt mi, ví dụ này mi ha. Đây là ta đọc trước hai nốt này mọi người nhé. Mi. Còn cái nốt này ta đọc như thế này, mi ha. Nếu chưa quen thì mọi người tôi có mô phỏng. Nốt đen á là nó gồm có hai mũi tên một nhịp á, gồm có hai mũi tên, đó là một dặm xuống và một dễ lên. Ví dụ như ha. Một dặm xuống và một dễ lên. Ví dụ nha. Mi là một nhịp ha. Ví dụ này, mi ha là một nhịp. Còn hai nốt một nhịp ta đọc như thế này, ta đọc như thế này này. Mi ha. Mi, ok. Mọi người nhìn bài số 1 tôi đọc mẫu nha. Mi, ha, 2, 3. Mi. Mọi người thấy 4 nốt móc đơn này là mỗi nốt, 4 nốt móc đơn này mà nó có 2 nhịp. Ví dụ 50 ta giảm xuống ta đọc một cái nhạc. Mi, ha, ta dở lên ha. Giảm xuống này, cái này là ta đọc một nốt nhạc, dở lên ta đọc một nốt nhạc, giảm xuống ta dở, giảm xuống ta đọc một nốt nhạc và dở lên ta đọc một nhạc. Ví dụ 4 nốt này nè. Mi, và ta đọc đều hết. Tôi sẽ đọc trọn bài cho mọi người xem ha. Mi, fa, mi, hai, đồ, rê, mi, đồ, hai, son, fa, mi, rê, đồ, hai, đồ, hai. Son, đồ, hai, fa, si, hai, đồ, rê, mi, fa, son, đồ, hai, đồ, rê, mi, fa, son, son, fa, mi, rê, đồ, son, si, đồ, hai, ba, bốn, đồ, mi, rê, fa, mi, son, fa, mi, đồ, rê, si, đồ, hai, đồ, mi, rê, fa, mi, son, fa, son, fa, mi, rê, đồ, hai, son, fa, mi, đồ, hai, rê, fa, son, rê, hai, đồ, hai, rê, đồ, mi, son, mi, đồ, hai. Tôi đọc nó còn hơi là ngại, bây giờ tôi sẽ đọc lại bài này cho mọi người nghe nhé. 2 1 mi, 2 1 mi. Mi, fa, mi, hai, đồ, rê, mi, đồ, hai, son, fa, mi, rê, đồ, hai, đồ, hai, son, đồ, hai, fa, si, hai, đồ, rê, mi, fa, son, đồ, hai,
Đô re mi fa son son son, son fa mi re đô đô đô, son son son, si si si. Đô 2 3 4, đô mi re fa mi son fa, mi đô re si đô 2. Đô mi re fa mi son fa mi re đô 2. Son fa mi mi đô 2. Re fa son re 2. Đô 2. Rê, đô, mi, son, mi, đô. Nếu như mà mọi người đọc nhanh không được á, thì chúng ta phải đọc chậm lại. Cái này gọi là học viết táo. 2, 1. Mi, 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 fa, 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 mi, 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 2. Đô, 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 rê. Rê rê mi 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 đô 2. Son son fa fa mi mi rê rê đô 2. Đô 2. Son 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 đô 2. Fa 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 si 2. Đô rê mi fa son son đô 2. Đô rê mi fa son 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 fa mi rê đô đô đô. Son 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 si si si. Đô 2 3 4. Đô mi re fa mi son fa, mi đô re si đô 2. Đô mi re fa mi son fa mi re đô 2. Son fa mi mi đô 2. Re fa son re 2. Đô 2. Re đô mi son mi đô 2. Rồi bây giờ ta sẽ đánh não cho mọi người xem. Ok ha. Bài này nó rất khó cho nên mọi người cứ nghe nhiều. Rồi em quay cái này thôi. 2, 1. Mi, 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 fa, 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 mi. Chậm lại ha, chậm lại và nhịp chân cho nó thuần phục. Ví dụ như ta đọc nốt nhạc cho thuần phục ha. Mi 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 fa 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 mi 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 2. Đô 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 rê 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 mi 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 đô 2. Son son fa fa mi mi rê rê đô 2. Đô 2. Son 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 đô 2. Fa 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 si 2. Đô rê mi fa son son đô 2. Đô rê mi fa son 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 fa mi rê đô đô đô. Son 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 si si si. Đô 2 3 4. Đô mi rê fa mi son fa, mi đô rê si đô 2. Đô mi rê fa mi son fa, son fa mi re đô 2. Son fa mi mi đô 2. Re fa son re 2. Đô 2. Re đô mi son mi đô 2. Rồi tôi sẽ đánh lại một lần nữa ha. 2, 1, bài này rất khó. 2, 3. Mi 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 fa 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 mi 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 2. Đô son son đô 2.
son, si, si, si. Do, hai, ba, bốn. Do, mi, re, fa, mi, son, fa. Mi, do, re, si, do, hai. Do, mi, re, fa, mi, son, fa. Son, fa, mi, re, à, son, fa, mi, re, do, hai. Son, fa, mi, mi, do, hai. Re, fa, son, re. Tôi sẽ đánh lại một lần nữa, đánh nó bị vấp à, mọi người cố gắng tập theo ha. 2, 1 Mi, 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 fa, 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 mi, 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 2 Do, 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 re, 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 mi, 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 do, 2 Son, son, fa, fa, mi, mi, re, re, do, 2 Do, 2 Son, 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 do, 2 Fa, 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 si là chúc mọi người tập tốt, cố gắng tập bài này mọi người nha. Đây là cái cảnh bước vào âm nhạc. Để cho chúng ta học tiếp tục dây 3, dây 4, dây 5 và dây 6. Cảm ơn mọi người.